Vọt đấy. Chơi đấy, nào. Tí nữa thằng bé đá ướt hết chủ nhân. Thằng này phọt căng đấy. Được đấy. Thế này phải sắm cho chim nó quặp xuống rồi. Bông đi ra. Thôi rồi còn chi đâu em ơi. Sao? Hôm nay có đẻ không? Có đẻ không? Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay là đến ngày lịch chim chỉ đẻ mà đến giờ này vào vẫn chưa thấy có quả trứng nào đấy các bạn. Không hiểu vì sao, nguyên nhân vì sao. Hương ơi, chị Hương của em ơi, chị trêu chồng gì mấy con chí của em mà hôm nay nó không đẻ à, chị Hương ơi? Nó bảo là nó tùy thuộc vào tâm trạng. Lại tùy thuộc vào tâm trạng à? Chết em rồi. Em mỏi mắt chờ đợi mà chị lại dọa dẫm nó thế nào đây. Cứ hú hí mà chả đẻ đái gì. Được độc hai quả trứng cái thế là thôi đấy. Thế là cuộc đời thôi đấy. Ai da. Hai chị Hương ơi. Chị trêu chồng gì chị của em mà chị của em nó không đẻ đấy. Ừ, nhà em trêu gì đâu, hay mua giá người ta có thuốc mà nó ấy. Mua giá có thuốc á? Hay là thế nhỉ? Nó đang đẻ mà tự dưng lại thuốc không đẻ nữa nhỉ? Bỏ ạ, sờ, nghịch vào đấy. Đấy, nó tưởng cho ăn này đấy, đó, nó tưởng cho ăn đấy, đó. Không được, không được động vào, không được động vào cá của anh. Nghi là có khả năng, mình nghi là như vậy thôi, chứ không biết có phải không. Đấy, thế mới căng như thế. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Theo đúng lịch là hôm nay là nó đến lịch đẻ đấy các bạn ạ. Mà không có được cái gì, đi ra, đang cáu đây, đi ra. Đố kem biết đây là cái gì? Mà nhá, đây là rơm này, rơm để cho rúi đấy, không phải rơm để làm đâu. Nhớ chưa? Ấy da, cho tiến xe lên không lại là... Đi đâu vậy đấy? Đi phố cả rồi. Mua gì đấy? Về anh có biết làm giá không? Làm giá đỗ á? Làm cho chim ăn cho nó an toàn. Ok. Mấy con này nhìn nó hơn khối gì nhỉ? Đây chính là cái món giá đỗ mà ở trong miền Nam đây gọi là hạt đậu, ở ngoài Bắc gọi là đỗ nhỏ đấy các bạn. Vào mình mua về để chuẩn bị làm cho chim, làm cái món giá đỗ cho chim chỉ ăn đấy, để tránh kiểu như vừa nãy mình bảo các bạn rồi, độc sợ coi như là người ta làm ấy thì người ta sử dụng bằng thuốc kích ấy, thì là chắc chắn là không an toàn. Có lớn hơn không? Có chứ. Có thấy lớn hơn à? Đấy, độc coi như là 4 hôm không dọn cho nó các bạn này. Nó không khác gì một cái bộ máy nó nghiền tre của mình luôn này. Sâu á? Sâu ở đâu mà sâu? Con sâu gì? Sâu à? Con sâu tre. Nào đi ra, thôi được rồi. Để đấy tí nữa anh làm cho đấy, anh dọn nốt cho rúi cái chuồng đã. Cân thử không? Cân thử á? Một tháng, chờ đủ một tháng thì cân. Rồi, chờ đủ một tháng sau đó là mình cân sau. Đến vợ mình còn nhận ra được nó nhanh lớn hơn đấy. Nào đi ra để anh dọn cho. Nào, đi ra kia.
Trời. Kém này, không được làm ở đây nữa đâu nhá. Thôi nhá, để lấy rơm cho rúi đấy. Đấy em ơi, thoải mái đi. Vâu, là vâu. Vâu đang mọc lông rồi. Vâu. Ngồi. Đứng. Ngồi. Trời ơi. Đứng này. Con này nó không biết là đứng, nó chỉ biết là ngồi thôi. Đứng ngồi. Hương mà huấn luyện chó thì ghê rồi. Kem. Vâu. Đứng. Nè. Con này nó không nghe ngồi. Được cái là gia đình cũng yêu động vật, thế là cho nên là mỗi người chăm sóc kiểu như là một con ấy. Vì Linh với Hiệp là toàn là ôm con bông thôi. Đấy. Được cái món phân này thì lại trong vào cây ớt này. Nó tơi xốp lắm các bạn, cái phân của con rúi này nó tơi xốp. Rất chi là hay. Đấy, được cái cây ớt tuyệt vời luôn. Sai xúc xỉu quả luôn đấy. 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 Dưa chuột đây. Dưa chuột nếu mà để mà như này là ăn được rồi đấy các bạn này. Nhưng mình cứ thích để cho nó to to hơn một chút xíu nữa. Ăn cho nó được nhiều. Đấy. Đâu nữa nhỉ? Đây, đây nữa này. Đấy. Trên này cũng sắp sửa được ăn rồi đây này. Đấy các bạn này. Nhưng mà có con bọ xít này, Mùa này bọ xít là hay hút lắm. Cái cây về cái mùa kiểu mùa xuân này ấy, thì là cây nó thường hay nhiều bệnh tật, nhiều sâu bọ nó đến tấn công. Cho nên là nhiều khi là mình cứ chịu khó tối đến cứ soi xem có con sâu hoặc con bọ xít nào không là mình búng nó đi. Loại này tơi xốp đất kinh khủng luôn. Đấy. Thực ra thì bây giờ mình cũng chẳng biết là có phải là do cái giá đỗ này người ta sử dụng bằng thuốc hay không. Thế nhưng nếu mà đổ tội cho người ta mà không phải thì cũng phải tội lắm các bạn. Chắc là mình chỉ sử dụng tới một lửa thôi các bạn. Chứ nó nhiều quá thì ăn không hết thì sau bỏ nó cũng phí mà cái giống này nó không để được lâu. Trông đẹp phết này. Sử dụng bằng nước nóng các bạn, sử dụng bằng nước nóng này. Hơi ấm ấm một chút xíu thôi. Ngâm vào đây. Các cụ bảo là cẩn tắc vô ai lấy. Nói chung là một những cái gì mà mình làm được ra thì nó vẫn là thật hơn các bạn. Nhưng mà trong cuộc sống thì đâu phải là cái gì cũng làm được ra hết đúng không? Có những cái điều mà mình không thể làm được mà phải đi mua. Nên những cái thứ này thì nó đơn giản thì mình cũng cố gắng là mình cất công ra mình làm chờ đợi 2-3 hôm là nó sẽ được cái kết quả thôi mà. Thì chim trĩ của mình hoặc những con gà của mình nó ăn vào cũng cảm giác nó yên tâm hơn. Đấy. Chốc một xíu nữa là nó trương phình hồ to là to. Thôi được rồi, bây giờ thì tranh thủ chờ cái hột đỗ này nó đạt được đúng cái độ khoảng độ 2 đến 3 giờ đồng hồ thì mình cứ để nó đó. Thì tranh thủ chờ đợi thì là mình hôm nay thời tiết nó cũng ấm rồi, từ giờ đi là nó ấm rồi. Về mùa này thì nó cũng không còn rét buốt nữa thì mình bỏ hết những cái tất cả những cái túi ni lông ở xung quanh cái chuồng những cái AV nhỏ nhỏ này của mình ra cho nó thoáng đãng, và nếu như có rửa giấy thì mình cũng có thể là tiện hơn. Các cụ bảo là bao giờ cho đến tháng 3 hoa gạo rụng xuống thì bà già mới cất chăn, thì lúc đó mới gọi là hết rét các bạn. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà chuẩn ra thì theo thời tiết thì lịch thì nếu sang không thừa tháng thì hôm nay là sang tháng 3 rồi. Nhưng mà năm nay thì lại có hai cái tháng 2 thì thành ra là bây giờ vẫn nằm trong tháng 2. Thế nhưng mà không sợ, mình vẫn cứ cắt nó ra cho nó thoáng các bạn. Yến ơi, 3-4 tháng ấp ủ ở trong này sao? May có cái túi ni lông này không thì chết rét Yến ạ. Ơi trời ơi, thoáng hẳn nhá, thoáng hơn không? Nhìn thấy mặt trời rồi á, Yến bảo nhìn thấy mặt trời thì nhìn thấy mặt trời. Đấy, từ giờ đi tha hồ bí bô nhá, tha hồ nhìn ra ngoài để gọi. Ôi giờ mới xong xuôi công việc cho chúng nó xong. Ui, vẫn còn cái thằng đằng sau này các bạn này.
Và thằng đằng sau vẫn đang níu lô ở trên này. Đấy. Giờ mà được thưởng thức chén nước. Mình mời tất cả các bạn làm chén nước chè cho mình nhá. Vợ mình lãng mạn phết này. Có cái bàn này lại cho cái chậu hoa và cái lọ hoa vào đẹp phết đấy. Kể ra thì cái view cũng khá chi là đẹp đấy đúng không nhỉ? À đấy, lại nói về cái bể cá. Bây giờ mình đi triển khai làm cái lọc. Hôm nay thì mình sẽ chế một cái lọc các bạn. Nhiều các bạn bảo là sử dụng bằng lọc bio này. Nói chung là nhiều cách chế lắm. Thế nhưng mình sẽ có một cái cách chế riêng của mình. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi mình để mình xem chế cái bộ lọc này xem có ra gì không nhá. Đây rồi, đây chính là cái bộ chế của mình nha các bạn này. Một cái lọ rất chi là xinh xắn luôn. Cái lọ này với giá là 50k. Đấy. Và một chiếc lắp của một cái liêu đất. Nói chung là đồ chế thì nó nhặt nhạnh từ cái nọ dâu nọ cắm cầm sang bà kia. Thế nhưng mà cái điều bí mật nhất ở trong này này là cái thằng tu ton này này, cái thằng tu ton này này. Nó chuẩn bị là dạng háng ra để nó đái tổ đây này. Đấy. Đây mình chuẩn bị là sẵn cái thằng tu ton này. Đấy. Để mình bây giờ, nói chung là bây giờ thì khó tả lắm. Để mình lần lượt mình chế, sau đó mình mang máy ra, mình lắp ráp vào để cho các bạn xem. Nếu như mà các bạn nào mà thấy nó khá hay và có một sự sáng tạo nào đó, các bạn đừng tiếc gì một like nhé. Đấy. Có thể là nhìn các bạn đã có tưởng tượng được ra là nó hình hài nó như thế nào rồi đúng không? Đấy. Đấy là một cái cơ bản. Thứ nhất là chú nhân ra đây cho anh cái kính nó ré ré dịch dịch ra của anh này. Đây. Chú đưa cái kính dịch về bên này thôi. À không, từ từ, bình tĩnh. Lau luôn. Rồi, bây giờ chú đây. Nghiêng này. Thế. Chú lấy cái rẻ lau, chú lau luôn mặt dưới cho anh. Mặt dưới nó có bẩn mấy đâu. Không bẩn mấy á. Nhưng vẫn phải lau qua cho cái. Sau một thời gian dài chú ngồi chú ngắm thì chú đã hiểu được ý anh muốn làm gì chưa? Hiểu rồi. Giờ mất một cái miếng ấy của anh rồi. Thôi được rồi, kêu, OT. À, chú giờ chú cứ để dịch cho nó rộng ra lại. Chú cho lùi về đằng sau này. Thế để anh cho máy bơm vào. Đấy. Giữ giữ anh nhá. Đầu tiên là phải thả máy bơm xuống đây. Đấy, chú thấy à. Ngập nước chưa? Đấy, sau cho cái vòi này. Đi lên đây. Đấy, cứ bình tĩnh cái gì nữa, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đấy, mình gọi là kịch hay nó nằm ở phía sau chứ chưa? Đấy. Đấy. Thấy à, chú thấy ý tưởng của anh. Tuy rằng nó hơi điên rồ nhưng mà nó lại cực kỳ thông minh luôn. Đấy. Vừa lại có cái chậu đẹp. Đây, đây là đường thông nước lên. Đấy. Xong này là mình thiết kế một cái lọc. Tức là có cả xỉ than này. Có cả lọc bông này. Đấy. Ra gì phết đấy. Rồi bây giờ thì là cuốn cái này vào đây. Chứ là chỉ chầm với tao nữa các bạn. Đấy. Thọc lên thằng cu con này.
thằng Nhân vừa lấy nó gọi. Nó gọi đây là ông này. Này các bạn nhìn mặt non chẹt như thế này, nó bảo ông này. Mình bảo là đấy là ông với chú thôi. Ông làm sao được với anh à. Bây giờ nha các bạn nhé, mình test thử thôi. Test thử để tránh tình trạng nó bị chim của nó bay ra ngoài, nó đá ra ngoài. Làm gì có chim, nó quần lỗ rồi. Thì giả vào có chim tí. Vọt đấy, chơi đấy, nào. Tí nữa là thằng béo đá ướt hết chủ nhân. Thằng này phọt căng đấy, được đây. Thế này phải sắm cho chim nó quặp xuống rồi. Ái là đạ. Ấy. Sao nào. Được. Được. Sao nào. Được, tao này bé tí mà còn căng đấy. Cái này phải thiết kế cho là cái chim cho nó quặp xuống chứ không là nó tè vào khách khứa người ta cười chết. Nhưng đây là cái thử thôi các bạn. Thì mình sẽ không dồn cho nó căng lên trên này nữa, mình chỉ là hơi cho nó mớm mớm lên trên này thôi. Thì nước nó vẫn cứ chảy xuống, tức là nó chảy xuống cái bể lọc này. À, thì trong các bạn có biết không, các bạn sẽ hơi khó nhìn một chút xíu đúng không? Trong này sau khi mà nước có lọc xong xuôi đâu đấy thì nó sẽ chảy vào trong cái ống này, nó vẫn còn đường hở đấy các bạn. Đấy. Rồi bây giờ để mình chế tiếp, sau đó là cho các bạn thưởng thức cái bộ môn chế đồ của mình. Đấy, xì than, có xì than. Bọt biển. Nó tất cả nó là đều tất cả là đồ lọc đấy các bạn. Đấy. Khăn. Đây. Ấy giời. Phải bóp cái đường nước để cho nó nhỏ nhỏ xíu xíu một chút các bạn, không là thằng này nó đái khỏe lắm. Đấy. Thằng này giống Nhân, đái khỏe. Nghe nào, thử xem nào. Anh đái bình tĩnh thôi nhá, không đái khỏe đâu, đái khỏe là sắm chim rồi đấy. Ai da, vẫn khỏe quá. Khỏe lắm, và đáng nữa phải cho nó đái vào đây này. Cái này là cái chim giả. Đây. Thế này, kiểu dạng như thế này. Đâu nhỉ? Đây, chim giả, có chim giả. Đấy, mấy màu đấy, có chim giả. Đây, thích chim giả, có chim giả. Đái vỡ đây, vẩn thế này. cho nó quặp quặp xuống nhỉ. Hơ hơ lửa cho nó quặp xuống. Đây là chú thấy đây gọi anh khai sinh cho nó đấy. Anh làm chim này là anh gọi là anh khai sinh cho nó đấy đúng không? Phải đi lắm bóp cái chim mà hoa. Chết máy nửa này, máy nửa. Đéo, đồ chú đợi anh. Ôi khỉ anh, như tôi hôm nay tôi lại khai sinh đi sắm chim cho anh như này. Ấy. Nhiều khi có chim không biết đằng tổ, chán lắm. Ấy. Ôi, tui cũng đây. Đấy. Thế, yếu, chim này yếu ơi. Chim này yếu ơi. Chim này yếu. Chán lắm. Nào. Không mất mơ hỏng máy quay, ôi mất bay mất cả chim rồi. Bay mất cả chim rồi. Càng thế bay mất cả chim rồi. Chim này phải gắn keo thật. Chú giữ cho anh nhé. À nà. Ô nà được. Chim nhiều tí nữa thế này. Nhỉ. Đấy, được rồi. Chú. Nhưng mà như này vẫn phải đắp bò. Nó vẫn hơi phụt hơi căng đúng không? Nó hơi tràn bò. Đây tràn này. Đây chỉ còn nghỉnh lên thế này thôi. Vẫn tràn bờ đúng không? Nó gần đây coi. Thằng này đái khỏe. Để anh thiết kế cho nó nhỏ đi một chút xíu nữa. Đấy. Nào. Thấy em bé đái tô chưa? Xịn không? Đấy, em bé đái tô đấy. Bố chỉnh mãi mới được nó tè theo kiểu đúng theo kiểu ý của bố đấy. Ghê chưa? Con thấy bố của siêu, bố của con siêu.
quá siêu luôn. Bây giờ thì mình sẽ theo dõi là cái nước của nó như nào các bạn. Đây các bạn này, trong cái tình trạng nó như này. Bây giờ thì tranh thủ mà mình chờ đợi cái nước này thì mình quay sơ sơ qua cho các bạn ngắm một chút xíu. Nếu như các bạn nào có mắt thẩm mỹ thì các bạn có thể là tự thiết kế cho mình một cái gọi là mình gọi là một cái bể lọc, gọi là cái lọc chế. Mình đã quay cái chữ lọc ở cái vế ngoài này này. Đấy, chữ lọc to đùng luôn. Ghê chưa? Ai đi vào cái từ ngoài kia vào, từ ngoài kia vào cái nhìn luôn thấy cái chữ lọc rồi. Đây cái này có thể mình có thể xoay được mà. Đấy, nước không ra ngoài được nữa các bạn, nước không ra ngoài được đâu. Ai xài ngon lành cành đào. Tha hồ oxy luôn. Ghê phết đây. Mẹ cháu ơi, mẹ cháu. Mẹ cháu thấy anh chế đồ được không? Đấy, bể lọc có được không? Đấy, nếu mà ai mà hỏi chế đồ thì nhớ bảo là Long Đen chế đồ nhá. Nhớ chưa? Không được xả chim, không được xả chim em. À, chim anh mở cửa, xin chào các em. Chim đấy, đừng nghịch nhỉ. Sao lại nghịch thế nhỉ? Ai bảo em học? Cái này sao người ta đón đi mất này? Đón đi mất á? Thì em mất chồng. Thì thôi. Các bạn ạ, coi như là mình đã xong. Nếu như mà ai hỏi bảo là ở đâu chế đồ giỏi nhất thì các bạn cũng trả lời là ở Việt Nam mình nhá. Chứ bảo nhà Long Đen là nguy hiểm lắm. Để mình cho cái lốt cái bể kính này sang. Và các bạn, cái tình hình nước lọc thì bây giờ thì cũng chẳng cần chờ đợi thời gian. Trong này của mình thì đã có xỉ than này, có bông xốp này, có khăn lọc này. Đấy các bạn thấy không, sau cái này mình chỉ cần muốn thay lọc thôi. Mình chỉ cần nhấc cái cậu bé này ra. Mình nhấc cái cậu bé này ra bởi vì trong ở dưới đấy nó có một cái ống vòi, các bạn có ống vòi thông ngược lên tận trên này này. Đấy, nước thừa thì nó chảy xuống cái bầu lọc này của mình. Đây, nếu như mà mẹ cháu ơi, mẹ cháu ở về đấy quay cho mọi người xem là tình hình nó đẹp như thế nào cái để mọi người chiêm ngưỡng nghe. Đấy, đây em quay vào trong này cho anh nhá. Đấy, quay khéo. Đấy các bạn thấy nào, uống nước mà nếu như bàn thế này. Đấy. Còn gì đẹp bằng nữa không nhỉ? Em ơi. Nước trim. Nước trim. Đấy các bạn thấy sao? Đấy, cây kim tiền bỏ đây. Bỏ đây cho anh. Đấy, cứ để đấy. Thế này mà thảnh thơi ngắm chim ở đây nữa, mang cả em chim này xuống. Em ơi, nắng rồi. Nắng rồi, xuống đây. Nào. Đấy. Hả? Chốc nữa anh cho vào mà. Đấy. Đây, tắm nắng cùng với anh. Các bạn thấy nghĩ sao? Đúng là mình phục mình thật. Thôi, khen thì mèo lại tự khen mèo dài đuôi. Bây giờ thì coi như là cái bể lọc công tác của mình giờ đã xong. Bây giờ là đi mua lấy cây mía là cho rúi ăn đi các bạn. Đấy. Chim mới chả cò, tắm thì chả tắm. Mày cứ ở đây mà phơi nắng đi xem có phải tắm không. Xong việc cho cái bể cá rồi các bạn. Bây giờ thì kiểm tra lại mấy cái hột đỗ này ấy, thì nó vẫn cứ chưa được trương cho to phình lên hẳn ấy. Thì mình cứ tạm thời cứ chờ đợi thêm một chút xíu nữa. Thì bây giờ lại phải đi mua cây mía. Bởi vì trời nắng như này mà, là có mấy con rúi của mình kia là nó cũng thích ăn mía lắm đấy. Để đi mua mía đây. Hôm nay trời nắng thật là xinh xinh. Là Nam Văn Giáo ơi, vào quán cà phê. Ở đây bác ơi, may quá. Bác chặt cho cháu một cây mía. Để cho cháu một cây mía. Ai xa. Bác để cho cháu có 8.000 thôi. Bác để cho cháu 8.000 thì được cây nào thì được. Đi. Cháu đang cần gấp cái. Bác chặt ở tận đâu? Bác chặt luôn đây chứ gì? Thế bác ra ngoài kia chặt à? Đúng rồi, vườn nhà bác rộng và khác nhỉ. Trồng cây thôi cũng sướng rồi. Bác năm nay là 70 rồi? 75 rồi á. Thế mà bây giờ mà đi đánh chài vẫn khỏe lắm rồi bác này. Không biết trời phú cho ông cụ sức khỏe nào tốt thế. 75 tuổi rồi vẫn quăng chài vù vù cả luôn. Quay còn ác hơn cả Hiệp luôn. Hiệp với Nhân quăng chài coi như là múa mang mang tí chán thua. Ấy, nhìn bác sơ chân nên đã biết là công lực nó khỏe. Đây bác lại có một vườn nữa này. Trong này một vườn này. Vế kia lại một vườn này. Ghê thuyết. Bác cầm tiền này, cháu mua về cho con rúi của nhà cháu mà. Đây có 8.000 đấy bác nhá. Đó, rồi dài lơ thơ luôn.
chị Văn ơi, chị cứ hóng hớt ở đấy nhá, chị cứ hóng hớt vào mấy con trí của em nhá. Cái mía ngon đấy. Ôi da da. Đi ra. Để mình thử xem có độc không đã. Ấy trời ơi. Ấy à, cứng đấy. Ôi giời. Ấy à. Ấy à. Không biết là có bạn nào từng được ăn cái mía này chưa? Nhưng mà cái tuổi thơ của mình là chỉ ăn cái mía này thôi, bởi vì sao? Lúc bấy giờ làm gì có mía tím đâu mà. Thực sự là mía tím lúc bấy giờ nó hiếm lắm. Ai mà có mía tím thì để tiền mua mía tím thì nó ngon lắm. Đây nè. Nó nắm lúc bảo là rụng răng vì coi nhìn nè. Cái trong mía này. Trẻ con lúc bây giờ răng thì sắp sửa rụng. Cứ mỗi lần róc mía này nè. Ngại một lần thay răng. Còn sau cái mía mà róc dày quá như này này. Đấy. Lại bẻ ra như này. Đó. Ăn tiếp. Nhưng mà giờ răng lợi giờ kéo mà không ăn được mía cứng này nữa. Anh à, xem ra mình rước mía vẫn tốt phết này. Cái mía này nó cứng các bạn. Cái mía này thì nó hơi cứng một chút xíu. Thế nhưng mà để mà cái mía này thì nó sẽ thơm. Nó thơm hơn mía tím. Và có thể là nó sẽ có một cái độ ngọt. Nó ngọt chắc hơn mía tím đấy. Mía tím thì ăn nó mềm. Đấy à. Bữa ngon mà. Ai. Không có độc. Trêu các bạn vậy thôi. Chứ thực ra thì mình cũng muốn làm một vài khẩu ăn cho nó. Cho nó ngọt mà. Đấy, trước khi cho ăn là phải rước cho nó sạch sẽ đi. Mua một cây mía là ăn cả tuần nghe. Em ơi, hỏng hết rồi chứ. Này. Này. Đây. Đấy, ngon lắm, anh vừa thử rồi, ngon ơi là ngon luôn. Ăn đi nhá. Đấy, đã ok rồi đấy các bạn. Thực ra nếu mà được thêm một chút xíu nữa thì nó càng tốt. Nhưng mà thôi, như vậy thôi, để mình còn cái này ấy. Cái này là nó cần cái lá tre. Cái lá tre rất chỉ là hay luôn. Để mình đi hái cái lá tre đã. Ơ, mình dạ nhỉ, mùa này là mùa thay lá tre. Đào đâu được lá tre được bây giờ nhỉ? Đây. Mùa thay lá tre thế này thì đúng là đi tìm lá tre là hơi vất vả đấy. Có thể thay bằng lá gì được các bạn nhỉ? À kìa, kìa. Vào cái phần cái tre. Cái kia của nhà mình. Ui nè nè. Ây chết chết. Hôm qua ở phía kia. Có con rắn nó mắc vào. Thế là mình không có nhà. Bảo nhân nó ở nhà nó gỡ cho không biết là to không. Nó mắc ở phía cái avi của... đằng với avi trà màu của nhà mình nhé các bạn này. Lắng lên như này ấy, thì là rất hay có rắn luôn. Rắn nó ra phơi nắng ấy. Đã mình gọi là đến cả người mình thôi à. Mấy tháng nay rồi chưa có trận nắng nào như này. Cũng muốn ra ngoài tắm nắng một chút xíu để cho nó đen đen thêm. Thì con rắn nó cũng như vậy thôi các bạn. Cho nên là đi vào trời nắng này, đặc biệt cái chỗ này này, là mình cứ phải cẩn thận. Ghê răng lắm. Còn con rắn to hay nhỏ thì thằng Nhân nó bảo là to lắm. Thì không biết là to đến mức như nào để chốc này. Nó đăng video lên để mình vào mình xem con rắn ở đấy nó to không. Còn cái vế này chưa dính con nào. Mà có dính hay không thì mình cũng chả đi kiểm tra đâu. Trông nó cứ ghê ghê. Đây cái treo của nhà mình đây. Bùi treo của nhà mình. Lá tre này hơi to. Ui. Vặt xong được cái lá tre này rụng hết sạch. Vẫn phải rửa qua cái cho nó khỏi bụi bậm các bạn. Nếu như mà nó ngon lành cành đào thì mình người mình ăn được mà. Bởi vì là cái giá đỗ này ăn nó cũng tốt cho cả người, cũng không đơn giản là độc các con vật đâu. Cho một chút
lá rơm xuống dưới các bạn. Lá rơm, cái rơm này là nó có tác dụng giữ ẩm mà. Nếu mà chuẩn ra ấy, mọi năm ấy các cụ là thường hay là làm bằng cái chum ấy. Cái chum thì nó hay hơn. Trông thì vậy thôi nhưng mà cái chum ấy, cái chum từ các cụ từ đời cổ ngày xưa giờ các cụ đã biết là sử dụng chum vại ấy, vì nó giữ nhiệt đều. Kể cả ngâm rượu hay là người ta làm tượng thế nó giữ nhiệt đều, mùa đông chí mùa hè là nó đều giữ ẩm nhiệt độ. Chắt bớt ra một chút xíu nước các bạn. Ui. Đây. Hơi khó. Một tay làm hơi khó. Trông vậy như này thôi, thế nhưng mà nếu như mà nó mà phát triển lên ấy nó nhiều lắm các bạn. Đấy. Đậy là che lên. Nếu mà phải làm tất cả cho chúng nó đẻ, mình sẽ làm tất cả. Khoái lắm. Cứ ai bảo gì là mình chăm sóc theo kiểu đấy. Đây, bây giờ thì phủ thêm cho một cái tấm vải lên ấy. Tấm vải này nó cũng vừa giữ được nhiệt ở trên, nó giữ đều nhiệt này. Và thứ hai nữa nó giữ được cả độ ẩm. Ok. Xong phim. Đấy. Rồi bây giờ thì công việc của mình là cho nó vào trong bóng mát các bạn. Cho vào trong bóng mát. Cái này thì không thể bỏ ra ngoài nắng, hoặc là tốt nhất là cứ cho vào trong bóng tối thì nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ thì mình cũng xin phép là mình kết thúc video của mình đây các bạn. Để mình đi kiểm tra lại cái bể cá của mình này. Cái bể cá của mình xem là tình hình là nó trong nước chưa. Và thứ hai nữa là cũng kiểm tra lại xem con trĩ của mình ấy, nó cũng được chưa. Đi vào trong này là tối nhất này. Ấy.